Xin được test cây sáo la trầm nửa bắc của anh Hòa Tattoo Art. Anh đặt một cây sáo tung la làm bằng nửa bắc. Như là đã thỏa thuận với anh ấy thì cây nửa bắc này ngoại hình của nó thì có màu nâu và nó không được bóng loáng như là nửa nam. Tuy nhiên ưu điểm thì âm của nó có vẻ nhỉnh hơn chút so với này nửa nam. Thì anh đã nhất quyết là lấy nửa bắc. Đây là anh quan sát bình thức nhé. Còn đây là test cao độ. Tôi sẽ chạy tất cả các nốt từ đô 1 cho đến son 3. Đây có 1 nhé. Con 2. Con 2. Quãng 3. Chạy lại quãng 3. Nói chung về quãng thì đơn giản thôi. Muốn lên dễ quãng 3 thì chúng ta làm cái lòng ống thì nó nhỏ một chút. Đấy, người ta cứ suốt ngày người ta quảng cáo là full quãng 3, nhưng thực ra cái việc lên quãng 3 nó rất là dễ. Còn là muốn thổi nó đồ dễ thì lòng nó to, thế thôi. Cái đây là cái việc hết sức đơn giản đối với những người làm sáo lâu năm. Quan trọng là nó âm nó phải hay và nó khớp với beat nhạc. Chứ còn cái việc lên quãng để cho việc lên quãng 3 dễ thì nó quá đơn giản thôi. Bạn chỉ cần làm cái lòng ống cây này nó nhỏ lại một chút. Ví dụ tiêu chuẩn của cây sáo la các bạn làm ở cái mức 14,5 thì chắc chắn là lên quãng 3 đơn giản thôi. Bây giờ chạy thử với một beat nhạc. Chơi hơi lỗi một chút, các bạn thông cảm. Vâng, xin chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn. Xin chào anh Hòa Tattoo Art.